Vâng, kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Dân Trịnh, chuyên hàng bãi Hàn Nhật Mỹ Đức. Lại là em đây, các bác đi qua để cho em Dân xin một like, một đăng ký kênh để em có thêm nhiều động lực ra thêm nhiều mặt hàng, sản phẩm để phục vụ quý cô bác, anh chị, các bác nhé. Đấy, hôm nay em xin giới thiệu với các bác là mẫu sản phẩm bên em mới về ạ. Đây, dìu bãi Nhật ạ, dìu bãi Nhật các nhé. Đây, dìu bãi Nhật đây. Đấy, nhìn nó cũ cũ đi thôi, các bác về mài qua lại đi cái này đi. Đấy, nhưng mà cái này là bãi thôi nhé các nhé, cái này là hàng bãi. Đấy, hàng bãi Nhật nha các nhé, cái dìu bãi Nhật. Đấy, dìu này em đang bán với giá là 390.000 đồng các nhé, 390.000 đồng một cái ấy, cây dìu bãi. Đấy, đậm chất luôn. Đấy, rất cầm rất là chắc chắn. Đây, cũng rất là dài, dài của nó tầm 40 phân. Rất là xịn sò luôn. Đấy, em dìu này thì là đậm chất bãi rồi. Đấy, của nó đây. Đấy, lưỡi của nó thì nó hơi cũ một tí vì nó là hàng bãi. Các bác về mài qua đi, tại vì cái này người ta cũng chặt nhiều rồi mà, lưỡi này người ta cũng chặt nhiều rồi, các bác về mài qua đi một tí rồi là nó lại sắc luôn. Đấy, dìu này thì cũng chất liệu nó cũng là cán đúc liền thân luôn. Đấy, tay cầm thì có bảo vệ, có chống trơn trơn trượt. Đấy, rất là chắc chắn cho chúng ta. Đấy, 390.000 đồng cái bãi nhé các bác nhé. Này, tiếp theo lại là một em búa đinh, cũng hàng bãi thôi, hàng bãi. Đấy, có cả vẫn cũng có cái chỗ đóng đinh này. Đấy, những cái dòng bãi này thì nó hơi giá nó hơi cao một tí. Con này cũng 390.000 các bác nhé, búa này, búa đóng đinh này. Đấy, búa đóng đinh này cũng 390.000 nhé. Đây, còn con huyết kỳ này nữa, huyết kỳ này nữa. Đấy, cũng có đầu đóng đinh, đặt đây đóng đinh, cũng có như con kia, nhưng mà cán con này là cán thép bọc nhựa bên ngoài. Đấy, con này cũng 390.000 nhé. Đấy, các bác đặt hàng thì liên hệ với em Dân qua số hotline 0982 834 004. Đấy, ngoài ra xẻng sinh tồn em còn rất nhiều nhé. Như em đã giới thiệu đấy nhé, xẻng này có thể mở ra các bác để có thể làm xẻng con làm cuốc nhé. Đấy, để cho các bác có thể rất phù hợp cho các bác đi chơi, đi phượt này, lái xe con này. Đấy, cũng rất là tiện nhé. Đây, chúng ta xoáy vào, sẽ là cuốc, có cả đánh lửa nhé các bác nhé, để có sinh tồn nhé. Đấy, cuốc này. Đấy, rất là chắc chắn nhé. Đấy, các khớp nối rất là đều đặn nhé. Đấy, có cả đánh lửa vòng trong, bên trong sẽ có một con dao. Kích thước của con xẻng sinh tồn này là 10 mét nhé, à 1 mét nhầm, nối vào cán có thể chúng ta đến 1 mét nhé. Đấy, rất là xịn sò luôn cho các bác. Đấy, còn đây là mẫu dìu mới này. Mẫu này thì em chỉ quảng cáo thôi. Đấy, các bác nào lấy thì báo em để em đặt về. Cái mẫu này thì nó cũng đẹp thôi nhưng mà nó cũng hơi đắt, giá nó hơi đắt. Kích trọng lượng của nó là 500g nhé, 500g. Em hình như em còn nợ bác nào, một bác nào đơn cái dìu nhưng mà chưa đưa được cho các bác nhé. Em chào anh ạ. Đấy, thì là cái mẫu mẫu dìu này. Đấy, dìu thường thôi, để chặt cành, chặt củi, chặt xương thôi. Đấy, thì các bác đặt hàng liên hệ với em Dân qua số hotline là 0982 834 004. Đấy, bên em có rất nhiều mặt hàng và sản phẩm. Đấy, Zulo dây điện các nhé, Zulo dây điện. Đấy, Zulo dây điện đây, về rất nhiều nhé. Quận đẹp đẹp, đây cái này là em chưa vệ sinh các bác nhé. Quận đẹp thì em đang bán với giá là 1.500.000 đồng các bác nhé, 1.500.000 đồng. Các bác lấy từ 3 quận trở lên thì sẽ được ưu đãi nhiều hơn các bác nhé. Ngày Tết này dọn đồ vào, dọn nhà, thế mà vứt ở nhà quanh quẩn không để trong nhà mà cũng rất là nhiều đồ. Đấy, năm mới thì gần sang năm mới thì chúc các quý bác cô anh chị một năm mới thì tràn đầy sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc, đấy, ngập tràn niềm vui trong cuộc sống các bác nhé. Đấy, các bác đi qua thì cho em Dân xin một like và một đăng ký kênh. Đấy, các bác xem có mặt hàng gì thì cứ báo em thôi. Tại thực ra là bây giờ cái video này là chỉ để đăng lên nó kênh nó đỡ trống thôi, theo thời gian thôi. Đấy, để video em nó được ấy thôi, đề xuất thôi, chứ cũng không phải là video này là video giới thiệu mấy. Đấy, mới về được cái búa với cái dìu này thôi, với cái ấy này thôi. Đấy, thì cũng không muốn giới thiệu nhiều những cái like dai bên kia. Đấy, nên đây, hàng đây. Để, thì các bác đặt hàng thì liên hệ với em Dân qua số hotline là 0982 834 004. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Thôi, em xin phép được dừng video tại đây. Đấy, các bác cũng thông cảm là video này em chỉ đăng lên để cho đỡ chống kênh, nên là kính mong các bác thông cảm cho em. Cảm ơn các bác, xin hẹn gặp lại các bác ở những video sau.